ướt quá nó bịt lỗ ở đó. Thùng làm việc của máy có thể đóng mở thuận tiện cho vệ sinh máy sau khi sử dụng. Nên lưu ý khi đưa nguyên liệu băm vào tránh có sỏi đá vào trong thùng máy ảnh hưởng đến bộ dao băm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.